kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 11 tháng 3 tại Hà Nội tiếp tục mưa và rét. Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến ít mưa, trời nắng nóng cả ngày. Đà Nẵng ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Sáng ngày 11 tháng 3, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa nhỏ rải rác, sau mưa vài nơi. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3, Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Ngày 11 tháng 3, khu vực này trời rét, sau đêm và sáng trời rét. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ 11 đến 12 tháng 3 mưa rải rác, phía Bắc sáng và đêm trời rét. Các khu vực khác ngày nắng, trong đó Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Trên biển, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 11 tháng 3. Thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 24 đến 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, vùng núi từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ C, có nơi trên 20 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng, Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, riêng miền Đông từ 35 đến 37 độ C. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây lúc đầu giờ, trời nắng oi bức về khuya, mật độ mây giảm nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!